Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt add-on Yanxiu ở trên phần mềm ZWCAT. Như các bạn cũng biết thì add-on Yanxiu là một cái add-on được sử dụng rất là nhiều ở mảng khuôn trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là cái add-on của Trung Quốc nên là cái giao diện của nó sẽ là Trung Quốc luôn. Thì để mà có thể cài đặt được cái add-on này thì mình sẽ đính kèm cái đường link cài đặt nó ở phía dưới video, các bạn có thể là download và trải nghiệm nhé. Nó thì khi mà download về xong thì chúng ta sẽ có được cái bộ cài như thế này. Các bạn click bước vào, tất cả của nó đều bằng tiếng Trung hết nên chúng ta chỉ việc ấn next thôi. Ở đây thì cái địa chỉ, cái đường dẫn của nó thì các bạn có thể để ở bất kỳ ổ nào. Trong trường hợp này của mình thì ổ C nó đầy rồi nên mình sẽ để ở ổ D nhé. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng hình con rồng này, là biểu tượng của add-on Yanxiu. Thì các bạn sẽ click đúp vào. Sẽ có rất là nhiều những cái phiên bản của ZWCAT. Đây, trong máy mình nó kéo dài từ ZWCAT 2019 đến 2022. Thì có thể là trong máy bạn thì chỉ có bản 2022 thôi, nên là chỉ có một sự lựa chọn, nên các bạn không phải vân vân, không phải lựa chọn. Còn ở đây thì của mình nó lên đến 7-8 version nên mình sẽ lựa chọn là ZWCAT 2022 version mới nhất bây giờ, và sau đó là chọn phần phía trên nha. Phần phía trên là phần khởi tạo trên phần mềm ZWCAT. Đó, bây giờ các bạn đợi một xíu để nó có thể là khởi tạo trên phần mềm ZWCAT 2022. Sau khi mà cài đặt xong thì các bạn thấy là trên cái phần mềm ZWCAT 2022 nó sẽ xuất hiện những cái thanh toolbar này. Đây là những thanh toolbar của add-on Yanxiu nha các bạn. Các bạn có thể là di chuyển nó tới những cái vị trí mong muốn. Đó, hoặc là có thể là gọi thêm những cái thanh toolbar của Yanxiu ra, thì các bạn mở chuột phải vào đây, chọn Yanxiu và chọn những cái toolbar, những cái biểu tượng mà các bạn muốn, hoặc là ở đây. Trong này đều có nha. Thì cái version mới nhất của Yanxiu bây giờ là 2.86, thì mình cũng đã cập nhật nó, và đây là version 2.86 mới nhất của Yanxiu bây giờ nhé. Ngoài ra thì trong trường hợp, trong quá trình cài đặt ấy, thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp đó là mình cài đặt xong này và mình click vào một vài những cái lệnh nào đó, ví dụ như là những cái lệnh này. Và những cái lệnh này, bên trong lệnh này ấy, thì cái ngôn ngữ của nó không ra tiếng Trung mà nó lại ra một cái hình kỳ quặc, nó không ra ngôn ngữ nào hết á. Thì khi đó thì nó là bị trường hợp là lỗi phông rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý. Đây, các bạn thấy là tất cả những lệnh ở trong Yanxiu đều được gọi hết ra trong phần mềm ZWCAT nhé. Không có lệnh nào là không được sử dụng hết á. Thì lỗi phông là ở những cái khu vực này này. À, những cái text của nó sẽ ra những cái hình kỳ quặc, nó dẫn tới là các bạn sẽ không đọc được nó. Thì để mà có thể xử lý được những cái vấn đề này thì các bạn sẽ mở chuột phải vào cái phần thời gian này cho mình nhé. Các bạn chọn là Adjust Time, Date Time. Đó, các bạn chọn phần Language. Sau đó là chọn phần Administrative Language Settings. Đó, thì khi đó nó sẽ ra một cái cửa sổ như thế này. Các bạn tìm cái mục là Language for Non-Unicode Programs này, và các bạn điều chỉnh cho mình về là Chinese nha. Đây, các bạn vào đây, chọn Chinese. Đó, có thể là trên máy các bạn đang là English nên là nó sẽ không có hiện hết tất cả những cái chữ ở trong Yanxiu. Nhưng khi mà chọn được Chinese xong, các bạn restart lại máy và khởi động lại phần mềm ZWCAT và add-on Yanxiu thì tất cả mọi thứ sẽ được hiện một cách đúng. Thì cái này nó không liên quan gì tất cả, nó không liên quan gì những phần mềm khác nha, không liên quan tới Chrome hay là liên quan đến Zalo. Cái này nó chỉ liên quan đến cái phần add-on Yanxiu thôi, nên là các bạn yên tâm rằng sẽ không có ảnh hưởng gì những phần mềm mà các bạn đang sử dụng. Đó, thì khi mà các bạn restart lại máy xong, mở lại phần mềm Yanxiu lên thì cái phông chữ của nó lại trở về đúng như bình thường. Đấy, thì ở đây mình sẽ test cho các bạn. Đó, tất cả những cái lệnh này nó đều ra hết này.
đều ra hết. Khi mà mình click vào nó mà nó hiện lên cái phản ứng này thì tức là nó lệnh đã được thực thi rồi, chứ nó không có báo lỗi. Ở trên cả giao diện ribbon cũng có luôn. Ribbon thì các bạn gọi thêm ra thôi. Phông đầu ra ok hết. Ok, thì đấy là phần hướng dẫn của mình về cái phần cài đặt trang siêu này. Nếu như bạn nào mà không thực hiện được hoặc là trong quá trình thực hiện mà nó có lỗi thì các bạn nhớ báo lại mình để mình có thể là hỗ trợ cho bạn thêm nhé. Nhớ comment ở phần bên dưới nhé các bạn. Ok, thì bye bye các bạn và hẹn gặp lại.